Dạ, chào anh em, tiếp tục thì em lên sóng cho anh em một cái con âm ly, nó là Samsung A1FA 707DR. Một cái con cũng khá là được anh em ưa chuộng vì cái độ đẹp của em nó ha, và công suất của em nó cũng rất là khá. Thì so với 707 Lite Tra thì 707 Lite Tra nó sản xuất sau trước con này. À, nhưng mà do 707 Lite Tra anh em chơi quá nhiều, cái độ thổi, cái độ nó bị tăng lên. À, bỏ là rãng qua em này, cho em này nó không có bị rơi giá nè, giá rất là tốt ha. Và trong cái đợt này shop em thấy là làm xanh xui rất giá rất là tốt cho anh em chơi nha. Đó. Đấy. Thì anh em thấy con này đẹp quá hảo anh em, rất đẹp. Trong luôn mặt gương, mặt soi gương được anh em thấy không? Đấy. Lưng bọng quá, nắp lưng thì riêng không có bị cấn móp ha. À, vẫn có cái vết lòng mèo nhưng mà nằm ngay cái kẻ. Cái lưng này em không đang nói ha, đây nè. Đó, em để nguyên chỉ cho anh em ha. Này em dặm xíu coi xong ngay đẹp ngay ha. Còn đều hết. Hồi gỗ đẹp anh em nha. Hồi gỗ đẹp. Hồi gỗ bốc lên luôn. Đó. Đó. Cơ bản anh em ha. Em này nó có lâu nét này, đánh hai cầu AB này. À, bát trép ba lăng ha. Đó, đầy đủ. Rồi em đang ghép tạm với cặp 4.2 Sony 2 ở trên. Đó. À, nhấp cho anh em nghe nè. Rất là phê ha, một cặp thôi. Anh em có thể con này em ghép được hai cặp nha. Để anh em kết hợp hát hò karaoke vẫn được nha. Đó, rất là đẹp. Đó, không ngù quỳ, không rọt rạc anh em nha. Thấy không? Đấy. Thì đồng hoa hồng ghé, bây giờ em sẽ tiếp tục quay nội thất luôn cho anh em xem ha. Anh em nào chốt thì em gửi luôn nha. Rồi, chúng ta tiếp tục thì đây em nó đã được mở nắp ra cho anh em soi ruột ra. Thì đây là cặp hồi gỗ này, em thấy là cặp hồi gỗ cực kỳ đẹp luôn ha. Bổng lư. Đó, cực kỳ đẹp. Nắp lưng này rất là ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần nội thất và phần phía sau hết máy. Đấy. Rồi, nội thất anh em thấy là guarantee vẫn còn nguyên ha. Guarantee vẫn còn nguyên, ốc ác rất là dài. Rất là đẹp. Đấy, ốc ác này. Sexy trắng phao. Đây là các cái bộ mạch của nó rất là quen thuộc rồi. À, đây. Mạch công suất này, rất là sáng anh em nha, rất là đẹp luôn. Ở hai tụ lọc nguồn khá là to. À, cái về cái phần cái cấu trúc này anh em nhìn nó như là 707 Lite Tra không khác gì. Khác nhau là khác cái con sò 707 Lite Tra xài sò láp, nó chạy sò em nhớ là con này chạy sò phét luôn nha, cho nên chứ không phải là sò thang tôi số 3 đó nha, sò phét nha. À, nó rất là giá trị, anh em đừng chê nha. Đấy, thì đây mỗi một vế như này nó sẽ là 4 con sò, bên đây 2 con, bên đây 2 con anh em ha. Đó. À, mặt miếc rất là sạch sẽ, rất là đẹp anh em nha. Đấy. Rồi, à, rất là ok. Đây mình thấy là chân rắc nè. Mới chắc luôn thấy không? Đó, chân rắc quá ok, quá vàng khè luôn. Đó, mới rất là mới, chân rắc cho anh em. Rắc ba lăng này. Sorry game nó là 1581 nè. Đấy, 330W điện 100V. Đó. Đánh hai cụ loa A, B, A cùng B ha. Đó, tổng thể của máy cực đẹp. Chân rắc anh em thấy là phê rồi. Sáng tròn. Đấy. Bên hông nè. Đó. Quá đẹp đúng không anh em? Rồi, và tầm giá thì con này hiện tại đang có mức giá tại shop em cũng rất là tốt, chỉ có 13 triệu thôi anh em. Em bán là đúng giá. Bán nói chung là mấy con thanh xui đời nông bây giờ em bán là không có gọi là cao, không có lãi nhiều đâu. Ví dụ như con 707 Lite Tra em bán 16 triệu rồi. Đúng không anh em? Đó, con này em bán có 13 triệu rồi. 707 Lite Tra thì khách đã cọc 2 triệu rồi, chờ thứ cuối ra. Hai tuần mà anh lấy. Đó. Con này mặt mũi thì quá đẹp, nút bọng đẹp. Đó. Em xem ha. Rất đẹp luôn, chữ nghĩa đầy đủ ha. Rồi, anh em nào yêu thì alo cho em với con Samsung 707 DR với mức giá 13 triệu đồng. Chuyển khoản đổi em bao ship nha, ship cọc 20% em bao. Chào anh em, chào các bạn.